Chào cả nhà, mình là Phạm Phú Dư nha. Hiện trạng là mình đang đứng ở xã Siêu Mộc. Hiện trạng đây là con đường quốc lộ 55 ha, hay còn gọi được Phước Tân Hội Bài nè. Thì hôm nay mình quay giùm chị chủ nhà ở Sài Gòn, chị tên là Nữ. Chị Nữ thì có miếng đất này, thì mình sẽ đưa số điện thoại trực tiếp của chị chủ nhà luôn cho mọi người liên hệ nha. Tại vì clip này là mình quay tính công của chị, nên mình không có trung gian qua miếng đất này ha. Thì số điện thoại của chị Nữ là 0901 454 949. Mình xin nhắc lại là 0901 454 949 ha. Rồi, mọi người xem miếng đất này mà ưng thì liên hệ trực tiếp cho chị Nữ nha. Đây thì đây là con đường quốc lộ 55, hướng đó là mình hướng về Châu Đức nè, Long Khánh nè, mình đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường này cũng được ha. Còn đây hướng này là mình đi về Hồ Cốc nè, mình đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng được bằng này luôn, tức là mình khi mình chạy ra cái mình quẹo phải là mình cũng về thành phố Hồ Chí Minh được, mình về Vũng Tàu á. Còn nếu mà rẽ trái thì sẽ ra Hồ Cốc, Bình Châu, La Ghi ha. Thì đây là con đường mà người ta hay đi Hồ Tràm, Hồ Cốc du lịch, là đi ngang qua đường này thường xuyên luôn. Mọi người thấy không, xe 50 chỗ, xe du lịch đi thường xuyên luôn. Mà hôm nay là ngày thứ hai nhưng mà vẫn đông đúc ha. Đối diện mình là cái đình. Cái đình này là cái đình Siêu Mộc nha. Thì đối diện đất là đình Siêu Mộc, cho nên là mọi người khi mà xem đất á thì phải tới trực tiếp. Đây, đối diện đất đây rất là dễ nhận ra. Rồi, thì trước mặt mình là miếng đất ha. Rồi đây, chị Nữ chủ nhà, chị cầm sổ theo luôn nè. Thì miếng đất của mình là bây giờ là chị chỉ giúp em cái ranh đất ở nằm đâu chị? Em đi điểm này trước đi. Ok. Em đi từ cái điểm này trước. Đối diện có một cái nhà mà. Nó rất là vuông. Em cái này có sổ rồi, thấy nó vuông lắm. Đây là cái móc từ đây. Dạ, cái móc đúng không? Đây móc đây là cái cột móc nè. Dạ. Đó. Thì mình có thể vào bằng kéo lưới mà xem. Nhưng mà hiện trạng tại vì cho chị bận quá, không có tại ở Sài Gòn, cho nên là không thời gian lên đây dọn, cho nên hiện tại nó cỏ hơi nhiều. Với lại mình cũng nói luôn là đất hiện trạng nó hơi thấp hơn so với mặt đường chút xíu. Thì khi mình về á mình thì muốn đẹp á thì mình cứ về mình đổ đất vào thì nó sẽ đẹp, nó ngang với mặt đường là đẹp lắm luôn á. Rồi bây giờ cái ranh kia là sao chị? Cái ranh từ cái điểm đó. Mặt tiền của nó hình như là dài 23 mét đúng không chị? 24 mét. Gần 24 mét. 24 mét. Mặt tiền của mình là 23 mét 50, chính xác luôn là 23 mét 50. Dạ. Cho tới cái điểm này là cái điểm của mình. Đây. Đây. À tức là cái chỗ nào mà nó có rào lưới 40 là đất của mình. Đúng. Còn rồi. Bên đây là hết rào rồi, là không phải của mình nữa, là của người ta. Đây. Dạ. Đây cho mọi người xem. Rồi, ok. Đây. Đó. Của mình ở đây. Rồi mình dài thẳng xuống dưới luôn. Tất cả những cái hàng rào lưới 40 xung quanh mình đã rào hết lại rồi. Dạ. Rồi. Chiều dài của mình á theo bản luật địa chính á thì chiều dài của mình là 44m31. Một bên là 44m31, một bên, là 46m. 66. Nó có lệch nhẹ nhẹ một xíu. Nói chung là tương đối là nhìn theo cái thông số chiều dài chiều đo. Đúng thì rồi. Nó rất là vuông luôn ở đây. Thửa đất mình đây. Đâu rồi? Đây thửa đất mình đây. Đây nè. Mình có 100 mét thổ cư. Hiện trạng 100 mét thổ cư. Thì hồi nãy là đây em là 100 mét thổ cư đất ở. Thổ cư ha. Là của mình là tổng diện tích mình là 865,4 mét. Con đường nó cứ rõ luôn, con đường quốc lộ 55 nha mọi người, mặt tiền 55. Đây là sổ đây. Thì hồi nãy là mình có kiểm tra quy hoạch ở chỗ này rồi thì nó là full màu hồng luôn, tức là full ở nông thôn. Thì mình có thể lên 100% thổ cư nha mọi người. Mình lên được bao, mình lên là thoải mái luôn á. Đúng rồi, tại vì đất này thì lên được thoải mái rồi. Dạ. Rồi ok. Không, thì mặt tiền quốc lộ thì điện nước thì nó làm gì nữa. Bên hông là đang xem cái nhà máy thái rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Dạ. 44 á. Bên một cạnh 44, cạnh 46. Thì nói chung là đất thì hiện trạng là đất cũng cỏ thôi mà, nên không có gì quay, cho nên là chủ yếu là mình quay ở ngoài đường ha. Xa xa có một cái căn nhà nhỏ nhỏ, chung là cái dạng như nhà nát á. Thì mình về mình tận dụng được thì gì mình tận dụng. Có một bên có nhà nát đấy. Đây nữa, đây một cái nữa. Để mình lên thổ cư đó.
À rồi rồi ok, thì hồi xưa lên thổ cư là nhờ cái nhà đó. Rồi. Nhà để lên thổ cư. À. Rồi. Giờ mình có khả năng lên hết đất luôn. Dạ rồi rồi. Thì nói chung là đất thì không có gì nói rồi, chung là đất thì nó cũng đất trống ha. À, chủ yếu là mình coi vị trí thôi, vị trí thì nó rất là đắc địa luôn. Từ đây mà đây đi chút xíu là sẽ tới cái ngã ba gì mà không biết tên, nhưng mà ngã ba đó đi về Hồng Cốc á. Đó, người ta hay đi Hồng Trà Hồng Cốc, đi đường đó, Hồng Cốc á. Xuyên Mộc là ghi lên Bình Châu ha. Xung quanh thì nhà cửa khỏi nói rồi. Đây. Quốc lộ 55 nha mọi người. Đó, kiểu. Rồi bây giờ chị cho em coi xem sổ luôn đi, qua bên kia đi, qua bên kia xem sổ đi chị. Rồi bây giờ đây. Sổ hồng của miếng đất này. Đây. Nó thuộc xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Tổng diện tích là 865 m. Thì này thì chưa thổ cư nhưng mà mặt tiền đường quốc lộ 55 đi. 55 mới nãy của mình đó là 250 triệu một mét tới. 250 triệu một mét tới thì 250 mình nhân cho khoảng nhân cho 23 mét. Thì khoảng tầm là 5 tỷ 7 50. Đó. Thì giá này là mình còn thương lượng nữa không chị? Thường có thương lượng chút đỉnh. À có thương bớt lượng cái, bớt lấy lọc cho người mua. Và đúng rồi, đang cần người có thiện chí mua. Thì nói chung là nếu mà thiện chí, thật sự thiện chí mà xuống đây xem á thì có thể là bớt thêm nhiều hơn lọc chút xíu. Đúng rồi. Chứ nhiên khi mình nói bớt lọc chơi chứ mà nếu mình thiện chí vẫn có bớt thêm ha. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cái vị trí của cái miếng đất này trên bản đồ Google Maps cho mọi người dễ dàng hình dung được cái vị trí của nó ha. Thì đây. Chấm đỏ này là vị trí của miếng đất ha. Thì nó đối diện cái đình Xuyên Mộc ha mọi người. Thì mọi người nếu mà có sử dụng cái điện thoại mà có cài Google Map á, mọi người chỉ việc đơn giản là lên trên mình Google Map á, mình gõ cái đình Xuyên Mộc ha, gõ cái đình Xuyên Mộc là nó sẽ ra vị trí đất luôn. Thì nó đối diện đình Xuyên Mộc là cái đất mình ha, chúng đỏ này. Bởi vậy cái miếng đất này cực kỳ dễ tìm luôn, mọi người có thể tự đến xem đất mà không cần chủ luôn ha. Mình nói rõ vị trí quá rồi. Thì cái vị trí này là vị trí mà nó nằm trên mặt tiền đường Phước Tân Hội Bài nha. Là đi từ ngoài Phú Mỹ quốc lộ 51 á, đâm thẳng một đường luôn, tức là một con đường từ Phú Mỹ mà đâm tới Xuyên Mộc luôn. Chạm quốc lộ 55 luôn ha. Đây, quốc lộ 55 mà đường đi Hộc Tràm Hộc Cốc gì nè. Đó. Thì nhưng mà như trên cái giấy thì mình thấy là nó đã ghi con đường này, con đường là con đường quốc lộ 55 luôn rồi. Tức là nó cũng coi như là đường quốc lộ 55 luôn. Hay còn gọi đường Phước Tân Hội Bài ha. Thì khu vực con đường này thì mình thấy là đa số là bây giờ người ta đi Hồ Tràm, Hồ Cốc là đi con đường này. Thì con đường này cũng đường mới, mới mở cách đây mấy năm thôi. Đường này cực kỳ thoáng, đi Hồ Tràm gần hơn và đi thoáng hơn. Thay vì ngày xưa người ta hay đi đường đi ngang chợ Bà Rịa để đi Hồ Tràm thì bây giờ là mình thấy đa số là xe khách hay chở khách du lịch đi con đường này. Cho nên là mình thấy cái vị trí này thì mình có thể kinh doanh được nhiều cái nhiều thứ ha. Thì từ đây á mà đi chợ á, đây nhìn trên bản đồ vệ tinh thì mình thấy là dân cư thì khỏi nói rồi ha. Thì từ đây mà mình đi chợ Xuyên Mộc á, đây nó có 700m thôi, đúng 700m không hơn không kém ha. Tức là mình đi cái hướng này ha, rồi rẽ vô đường tỉnh lộ 329 ha, vừa rẽ vô một cái là đụng chợ Xuyên Mộc ha. Còn nếu thích đi chợ Bà Tô, đi Hồ Bà Tô, tại vì mình thấy là cái Hồ Bà Tô này nó có nhiều quán cà phê đẹp lắm. Đây Hồ Bà Tô nè, thì mình đi có chừng 4 cây, chừng 4 cây là mình sẽ tới Hồ Bà Tô. Đây chợ Bà Tô nè. Rồi đây em thấy là có nhiều quán cà phê view đẹp lắm luôn á. Đường này là quốc lộ 55 nè, cũng là đường đi biển này nọ nè. Thì từ đây mà đi ra biển thì khỏi nói rồi ha, đây sát biển luôn nè. Đây mọi người xem. Đây ha. Từ vị trí này mà nếu mà nó đã đường chim bay á thì nó cỡ chừng 7 cây. Tính chừng chim bay thì khoảng 7 cây, còn đi vòng 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 thì nó khoảng hơn 10 cây. Còn nếu tính đường chim bay thì đây, từ vị trí chấm đỏ này nè mà đi tới biển thì khoảng 7 cây nha mọi người. Thì đây là biển Hồ Cốc nè. Đó. Còn biển Hồ Tràm nè ha. Thì đây biển Hồ Tràm thì khoảng 8 cây. Rất là gần luôn, chứ mà đi biển thì khỏi nói rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử search cái đường mà đi thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây coi.
Rồi, đúng 107 cây là sẽ tới trung tâm của quận 1 nha. Thì cái đường đi thì phải nói là quá dễ luôn. Hình như là không, gần như là không rẻ bao nhiêu. Tại vì con đường nó đang nằm trên con đường Phước Tân Hội Bài. Thì con đường nãy mình nói rồi. Con đường này là dẫn một đường luôn là sẽ tới quốc lộ 51 luôn nha mọi người. Đây. Đi thẳng một mạch luôn là sẽ ra quốc lộ 51 nè mọi người. Đây. Ha, đi gần như thẳng một mạch luôn á, ra quốc lộ 51 nè, và mình chỉ việc mình rẽ phải mình về Hồ Chí Minh thôi. Đây, rẽ phải Hồ Chí Minh ha, đi cao tốc về. Còn mình nếu mà từ Hồ Chí Minh thì mình cứ đi ha, quốc lộ 51 thì mình tới con đường mà tới Phước Tân Hội Bài á, tức là qua cái cột mốc Phú Mỹ chút xíu. Mình quẹo cái đường số 1 á, đâm thẳng con đường số 1 là mình sẽ tới vị trí đất luôn. Đó, nó gần như nó không có quẹo bao nhiêu á, vị trí quá đẹp, vị trí mà thường là người ta đi đi biển á, là hay đi đường này ha. Rồi, ok, thì mình đã chỉ rõ cái vị trí ha. Và một điều mình quên nói là miếng đất này là hướng nam nha mọi người. Hướng chánh nam là một cái hướng mà mình thấy là cũng nhiều người rất thích hướng này. Thì cái hướng này mình thấy dễ, cũng dễ làm ăn, hướng nam. Đó, thì hướng đường xá vị trí mình thấy tất cả đều rất là ok. Thổ cư có sẵn luôn. Nói chung là về mà mặt pháp lý cũng như về vị trí thì mình thấy là không có chê một cái chỗ nào luôn. Và chủ thì thật sự là chủ mua vào nhưng mà cũng đang kẹt nên cần bán. Thật sự thời điểm này thì mình thấy là không ai bán mắc được đâu. Tại vì đất đang đóng băng cho nên là giá này mình thấy là giá để bán chứ không phải là giá thời điểm sốt. Sốt thì vẫn cao lắm. Cho nên là cái giá này mà để có miếng đất mặt tiền được, vị trí đắc địa như vậy á, sát chợ Xuyên Mộc, đường đi Hồ Tràm Hồ Cốc thì mình thấy là giá này thì nó phù hợp với lại cái miếng đất này. Còn nếu ai chê mắc rẻ gì thì đó là cái quyền của các bạn. Thì nhưng mà người ta chủ đã đưa ra cái giá vậy rồi, mình thấy nhắm mình mua được thì mình liên hệ ha. Thì số điện thoại mình đã để từ đầu là số điện thoại của chị nữ rồi nha. Thì mọi người cứ theo số điện thoại đó mà gọi cho chị chứ không cần phải gọi cho mình nha. Gọi thẳng cho chị nữ luôn, chị nữ là chị là đứng tên của miếng đất này luôn. Đó. Rồi vậy nha. Ai cần thì cứ gọi số điện thoại của chị nha. Đó. Rồi. Thì nếu mà ai quan tâm đất đai thì có thể là bấm theo dõi kênh YouTube mình nha. Thì mình cũng hay chia sẻ những miếng đất vườn, nhà vườn trên kênh YouTube mình mỗi ngày. Cho nên là ai quan tâm thì cứ theo dõi kênh của mình. Đây, bấm đăng ký theo dõi nha. Với lại anh chị cô chú nào mà có những cái miếng đất vườn hay nhà vườn gì đó mà đẹp mà không còn nhu cầu sử dụng nữa, thì với lại quan trọng là phải giá cả nó phải hợp lý nha. Với lại là cái vấn đề pháp lý quy hoạch á nó phải ok, không có vướng gì hết. Thì có thể liên hệ tới mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên trên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy được ha. Ok, thì cảm ơn anh chị cô chú đã xem cái video này nha. Chào mọi người. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm á, thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe. Đây, đăng ký subscribe, theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút cái hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi, ok. Và tiếp theo, nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư. Đây, link đây.
thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.